Cuộc tranh luận sôi nổi đằng sau hậu trường, hội nghị thượng đỉnh NATO vẫn chưa dừng lại, với một số nhà ngoại giao lập luận rằng không thể thừa nhận Ukraine trong khi cuộc chiến với Nga đang diễn ra. Họ nói rằng việc thừa nhận một quốc gia thành viên có lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ đơn giản là quá rủi ro đối với phần còn lại của NATO, lựa chọn có trách nhiệm duy nhất là trì hoãn cuộc thảo luận cho đến sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng một câu trả lời cho những lo lắng đó gần đây đã xuất hiện dưới dạng một phép loại suy lịch sử. Tây Đức thời hậu chiến được kết nạp vào NATO trong khi đất nước vẫn bị chia cắt và đối mặt với các vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết. Vậy tại sao Ukraine không thể làm theo tiền lệ đó? Tiền lệ của Tây Đức đang được một số thủ đô châu Âu lặng lẽ thúc đẩy và thậm chí được một số giới chiến lược ở Ukraine chấp nhận như một lối thoát khả thi cho đất nước. Năm 1955, trong khi Đông Đức nằm dưới sự chiếm đóng của Liên Xô, phía Tây đã gia nhập liên minh, xây dựng lại và phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo vệ của NATO mà không từ bỏ quyền thống nhất. Năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ, đó là một cuộc đoàn tụ hòa bình mà không có một phát súng nào nổ ra, khác xa với nỗi sợ hãi tê liệt về một cuộc đối đầu hạt nhân. Một số người nói rằng, những nỗi sợ hãi tương tự bây giờ sẽ được chứng minh là phóng đại. Lập luận cơ bản là việc đưa lãnh thổ Ukraine dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine vào NATO sẽ ngăn chặn Nga xâm lấn hơn nữa, coi đó là việc đã rồi đối với Điện Kremlin, nhưng Ukraine bảo lưu quyền thống nhất với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sau này với những điều kiện phù hợp. Những người ủng hộ ý tưởng này lập luận rằng điều này sẽ không chỉ bảo vệ Ukraine khỏi sự xâm lược của Nga trong tương lai mà còn đưa cuộc xung đột hiện tại đến gần bằng cách khuyến khích Nga ngồi vào bàn đàm phán. Hơn nữa, nó sẽ rẻ hơn so với việc biến Ukraine thành một pháo đài, lắp đặt các hệ thống phòng không đắt tiền và hứa hẹn cung cấp vũ khí và đạn dược không ngừng với cái giá là kho dự trữ trong nước đã cạn kiệt. Nó cũng sẽ hoạt động như một sự đảm bảo an ninh cho các nhà đầu tư và cho phép tái thiết, cũng như để người Ukraine tiếp tục một số hoạt động bình thường. Nhưng cũng có một phản biện mạnh mẽ. Đông và Tây Đức đã có những đường biên giới được phân định bởi những người chiến thắng trong Thế chiến II và không có nghi ngờ gì về lãnh thổ thực tế dưới sự bảo vệ của NATO. Cả hai cũng không tham gia vào một cuộc chiến tích cực. Những người chỉ trích lập luận này cho rằng việc không có biên giới rõ ràng và một giải pháp hòa bình sẽ chỉ kéo các thành viên NATO vào cuộc chiến. Stephen Meister, người đứng đầu Trung tâm Trật tự và Quản trị ở Đông Âu, Nga và Trung Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, cho biết cố gắng bảo vệ một lãnh thổ không xác định sẽ lôi kéo liên minh vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Điều 5 của NATO kêu gọi mọi quốc gia thành viên bảo vệ bất kỳ quốc gia nào trong số họ bị tấn công. Biên giới không rõ ràng, một phần nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù, thay đổi chiến tuyến. Bạn muốn bảo vệ một lãnh thổ như thế nào? Đó sẽ là một thảm họa đối với NATO, Meister nói. Chúng ta cũng phải nghĩ đến an ninh của chính mình. Thomas Glenn Brockhoff, một học giả tại Quỹ German Marshall của Hoa Kỳ, không nghĩ rằng toàn bộ câu hỏi mô phỏng mô hình gia nhập của Tây Đức là hợp lý. Nó được nêu ra bởi những người muốn Ukraine gia nhập NATO, nhưng coi Đức là một nước hoài nghi, ông nói. Đó là một lập luận thuận tiện, ông nói với Foreign Policy từ Berlin, nhưng theo quan điểm của tôi, sự so sánh này không hữu ích. Lập luận giả định rằng, khi chiếc ô hạt nhân của NATO sụp đổ, ngay cả bên trong một quốc gia bị chia cắt, hòa bình sẽ đến với chúng ta. Nhưng điều đó chỉ hiệu quả khi và miễn là có các biên giới đã được thống nhất và không có xung đột đang diễn ra. Nếu không phải như vậy, bạn có khả năng gặp phải đủ loại vấn đề, bắt nguồn từ chủ nghĩa xếp lại của cả hai bên, ông nói thêm. Ví dụ, Vladimir Putin sẽ tùy thuộc vào việc xác định điều 5, cho dù một số lời chọc ghẹo của ông ấy nằm dưới hay trên ngưỡng đó. Một nhà phân tích cấp cao của Ukraine, người không muốn làm suy yếu lập trường của Ukraine, vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh đã nói chuyện với Foreign Policy với điều kiện giấu tên và nói rằng, mặc dù người Ukraine không bao giờ có thể công khai thừa nhận điều đó, nhưng một cuộc xung đột đóng băng là một khả năng rõ ràng. Trong kịch bản đó, việc gia nhập của Tây Đức là một lựa chọn xứng đáng. Nhưng Ukraine sẽ không đánh đổi tư cách thành viên NATO để lấy các yêu sách trên lãnh thổ của mình, nhà phân tích nói thêm. Đó là mấu chốt cho những lo ngại của những người chỉ trích cảnh báo chống lại việc đưa vào một Ukraine bị chia rẽ. Họ nói rằng nó tạo ra nguy cơ Kyiv thực hiện một cuộc can thiệp vũ trang để chiếm lại lãnh thổ của mình và gần như chắc chắn bị Nga tấn công để đáp trả. Điều này sẽ viện dẫn điều 5 và liên quan đến tất cả các quốc gia NATO. Về phần mình, người Ukraine lo lắng rằng việc đưa vào một quốc gia bị chia cắt có thể tạo cho Nga một cái cớ để củng cố yêu sách của mình đối với các khu vực bị chiếm đóng. Phần lớn phụ thuộc vào cách chiến trường phát triển trong vài tháng và năm tới. Các chuyên gia cho rằng phương Tây phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine ngay bây giờ và cung cấp cho nước này mọi thứ họ cần để gây ra một cái giá đủ cao đối với Nga, buộc Điện Kremlin phải ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng điều đó phải được thực hiện song song với việc đưa ra lời mời chính trị, gửi cho Ukraine một thông điệp rõ ràng tới Moscow. Người Ukraine lo lắng lý do Hoa Kỳ và Đức đưa ra lời mời là có thể sử dụng tư cách thành viên trong một giải pháp hòa bình trong tương lai với Nga. Meister nói,
hãy cung cấp đủ quân sự cho Ukraine. Chúng tôi chưa làm điều đó, cho phép nước này bảo vệ lãnh thổ mà nước này có và đẩy lùi Nga, để Putin quyết định trong việc ngừng bắn, tạo điều kiện ổn định trước, nhưng sau đó đưa Ukraine vào NATO. Ông nói thêm, không nên chậm trễ trong việc đưa ra lộ trình. Alyona Gedmansuk, giám đốc trung tâm châu Âu mới có trụ sở tại Kiev, cho biết các đồng minh phương Tây vẫn chưa bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16, mặc dù đã hứa sẽ làm như vậy vào tháng 5, và vẫn từ chối tăng cường khả năng phòng không của nước này. Người Nga có nhiều pháo gấp 10 lần, nhiều người hơn, nhiều đạn dược hơn, đó là lý do tại sao đôi khi họ chiếm ưu thế trên chiến trường. Chúng tôi không có sự cân bằng về phòng không, cô ấy nói với Foreign Policy từ Kiev. Các đồng minh phương Tây muốn chúng ta thành công mà không cung cấp cho chúng ta phương tiện để thành công. Có thể đây là cách gián tiếp thúc ép Ukraine đàm phán sau cuộc phản công. Tuy nhiên, có một giải pháp thay thế mà cho đến nay ít người thảo luận công khai, kết hợp lời mời của NATO với một số thỏa hiệp do Ukraine dẫn đầu về Crimea. Một lời mời chính trị để Ukraine gia nhập NATO có thể giúp tạo ra một lệnh ngừng bắn bằng cách ngăn cản Moscow tiếp tục chiến tranh. Nhưng điều đó có lẽ chỉ khả thi nếu Ukraine suy nghĩ lại về kỳ vọng chiến thắng. Kiev đã nói rằng họ muốn đòi lại tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng nếu cuộc phản công không diễn ra như kế hoạch, một số người cho rằng Ukraine có thể nên chuẩn bị cho một giải pháp thỏa hiệp. Kiev đã phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp về Crimea nếu điều đó mang lại hòa bình. Điều này đưa ra sự tương đồng của riêng nó với tiền lệ Tây Đức. Thủ tướng Tây Đức Konrad Adenauer cũng đã từ bỏ việc thống nhất bằng vũ lực để đổi lấy việc gia nhập NATO. François Harbour, cố vấn cấp cao về châu Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, gần đây đã viết như vậy. Nga sẽ vẫn là cường quốc chiếm đóng trên thực tế ở Crimea và chấp nhận tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Nói cách khác, Ukraine, giống như Tây Đức, có thể phải đợi một bước ngoặt ngẫu nhiên của các sự kiện lịch sử thay vì sử dụng vũ lực trước khi thống nhất hoàn toàn với toàn bộ lãnh thổ của mình. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.